cấu tạo và công dụng các bộ phận chính của một tấm máy phanh vạn năng. Như chúng ta đã biết là máy phanh vạn năng thì nó có hai loại, đó là máy phanh đứng và máy phanh nằm. Thế nào là đứng và thế nào là nằm thì thầy đã cho các em phân biệt được rồi. Đó là gì ạ? Chúng ta cứ nhìn trực tiếp vào cái trục gai dao của máy. Nếu như cái trục gai dao mà nó nằm ngang thì chúng ta gọi đó là máy phanh nằm. Còn nếu như cái trục gai dao mà nó ở phương thẳng đứng thì chúng ta gọi nó là máy phanh đứng. Đấy, ví dụ như máy này thì cái trục gai dao của nó đây, cái trục gai dao của nó đang là thẳng đứng ở phương thẳng đứng, ở phương thẳng đứng. Như vậy với cái trục gai dao này thì cái máy phanh này người ta gọi là máy phanh đứng. Tuy nhiên để tăng thêm phần vạn năng cho nó thì nhiều nhà chế tạo người ta đã chế tạo máy phanh vạn năng có cả trục đứng và trục nằm ngang. Đây, và đây chính là cái trục gai dao nằm ngang. Đấy. Và trên cái trục này thì đang gá con dao này là dao phay đĩa. Con dao này gọi là con dao phay đĩa. Đấy. Công dụng của con dao phay đĩa để làm gì thì thầy cũng đã nói rồi. Con dao phay đĩa thường là để nó phay các loại rãnh thẳng. Đấy. Nhớ là rãnh thẳng, rãnh cong là không phay được trên con dao này đâu ạ. Đấy. Và muốn biến máy này thành cái máy phay nằm ngang thì người ta sẽ gá cái trục này vào đây, vào đây. Và đây chính là cái lỗ để gá trục nằm ngang. Như vậy cái máy phay này, như vậy là cái máy phay này là máy phay rất là vạn năng. Và nó có thể vừa là máy phay đứng và vừa là máy phay phay nằm. Rồi bây giờ thầy sẽ giới thiệu cho các em cấu tạo và công dụng các bộ phận chính của nó. Thứ nhất là đế máy. Đây ạ. Cái phần này, toàn bộ cái phần này là người ta gọi nó là đế máy. Đế máy thì chúng ta nhớ là để giảm rung chấn thì tất cả các cái vỏ động cơ hoặc là khung đế máy người ta thường là được đúc bằng gang sáng. Đấy, đúc bằng gang sáng để giảm rung chấn cho máy. Cho nên là hầu như là các cái vỏ máy đế máy là đều được đúc bằng gang. Và đây nếu mà đế máy phanh thì cũng được đúc bằng gang. Đấy. Bên trong của nó thì là để chứa cái giúp cho chân muộn. Đấy. Khi ta gia công thì cần là mát cho dụng cụ, và thì người ta sẽ dùng một cái máy bơm, người ta bơm dung dịch chân muộn lên và sau đó nó lại chảy xuống dưới và nó tạo ra một cái vòng tròn. Như vậy là công dụng của cái máy là để đỡ toàn bộ máy và bắt chặt máy bên này sửa. Đấy. Bên trong của nó là nó có chứa cái dung dịch chân muộn. Cái phần bộ phận thứ hai, đây ạ, toàn bộ cái phần này, người ta gọi là thân máy. Đấy. Cái thân máy này thì là bên trong của nó có chứa cái hộp tốc độ, và đây chính là cái cần điều khiển hộp tốc độ. Khi mà chúng ta cần lấy cái tốc độ nào đấy thì chúng ta sẽ xoay cái cần này, chúng ta xoay cái cần và chúng ta có thể lấy được một cái tốc độ như ý. Bên trong thân máy thì nó còn có chứa cái bộ phận điều khiển điện, và đây chính là cái bảng điều khiển điện ở trên máy phanh. Ở trên đây thì nó có bốn cái nút. Cái công tắc, bốn cái công tắc. Hai công tắc này là điều khiển cho trục đứng, công tắc này là điều khiển cho trục nằm ngang, công tắc này là của máy bơm, và cái công tắc này là để điều khiển bàn máy. Khi và đấy là cái là thân máy. Ở phía trước thân máy thì chúng ta có thể nhìn thấy đây. Đây chính là hai cái sống chuyển hướng này là để cho cái hệ bàn máy nó có thể chuyển động lên xuống được, lên xuống được cái thân máy. Như vậy là cái bộ phận thứ hai là cái thân máy. Bộ phận thứ ba là cái đầu phanh. Chúng ta nhớ từ đây hết vào đây. Và cái này là để đầu, cái này người ta gọi là cái đầu phanh. Cái đầu phanh là để đỡ cái trục phay nằm ngang. Khi mà gần phay trục nằm ngang thì người ta sẽ đỡ vào cái trục đuôi này, nó cho cái đầu phay gọi là đỡ vào cái trục đuôi này, và để đỡ cái đầu dao, và để đỡ cái đầu dao cho máy phay đứng. Tức là khi máy phay đứng thì người ta sẽ dùng cái đầu dao này. Cái bộ phận thứ tư đó là cái
đầu ra, đây là cái đầu ra. Và đây chính là cái, đây chính là cái con dao phay, đây chính là cái con dao phay. Đấy chính là cái con dao phay. Hiện nay ở trên cái máy này là đang giá con dao phay bắt đầu. Con dao phay bắt đầu này thì nó sử dụng cái chip gắn mảnh, nó sử dụng cái chip gắn mảnh, chip này là chip C, chip gắn mảnh. Cái đường kính của cái con dao này là 80, tức là cái bề mặt mà nó có thể phay rộng nhất là 80. Ở trên này nó con dao này thì nó gắn 6 chip, con dao này nó gắn 6 chip. Cái đầu dao này thì nó có thể chuyển động tự tiến lên xuống. Nhờ vào cái con này nó có thể chuyển động tự tiến lên và xuống. Như thầy đã từng nói với các em là gì ạ? Cái dòng máy là gì ạ? Phôi đứng im mà dao vừa quay tròn vừa tịnh tiến thì đấy là dòng khoan doan. Và như với cái kiểu là trục chính vừa quay tròn vừa có thể chuyển động tịnh tiến được như thế này, tức là người ta có thể biến cái máy phay này thành một cái máy khoan, và nó đa dinh năng hơn máy khoan là vì cái đầu dao này nó đa dinh năng hơn cái máy khoan đứng và máy khoan bàn mà các em đã được sử dụng khi thực tập quân đội. Đó là gì ạ? Đó là cái đầu dao này nó có thể xoay quanh đầu phay một góc bất kỳ theo cả hai phương. Đây, nó có thể xoay quanh đầu phay một góc bất kỳ theo cả hai phương. Ở đây phương này và phương này, như vậy là nó có thể xoay như thế này hoặc là nó có thể xoay như thế này. Như vậy ta có thể phay hoặc khoan ra cùng một cái lỗ hoặc một cái mặt nghiêng bất kỳ trên cái máy này. Môn ta có thể ra công lỗ hoặc là phay một cái mặt nghiêng bất kỳ đấy, thì nó có thể xoay được theo cả hai phương và chủ động cái phương này. Đấy là cái đầu ra vì cái máy này là hai loại máy, đó là cả máy phay đứng và máy phay nằm, cho nên là cái nó có thêm một tốc độ nữa. Kia cái hộp tốc độ này là sử dụng để cho máy phay nằm, thế còn cái hộp tốc độ này là để sử dụng cho máy phay đứng. Khi mà cần điều chỉnh tốc độ cho trục của máy phay đứng thì người ta sẽ điều khiển bằng tốc độ. Đấy là cái bộ phận thứ tư, đó là cái đầu dao. Bộ phận thứ năm là hệ bàn máy. Đây, toàn bộ cái này là người ta gọi, nó là hệ bàn máy. Đấy. Hệ bàn máy của máy phay thì nó có 3 bàn. Theo như cái cách gọi truyền thống, thì nó là gì ạ? Bàn trượt dọc, bàn trượt ngang và bàn trượt lên xuống. Đây ạ. Đây là cái bàn, đây gọi là cái bàn trượt ngang. Đấy. Chúng ta có thể di chuyển, Và đây là cái bàn trượt dọc. Đây là cái bàn trượt lên xuống. Như vậy là cái hệ bàn máy của máy phay là nó chuyển động được theo cả ba phương luôn, nhưng tuy nhiên thầy cũng muốn giới thiệu với các em một cái cách gọi khác, đó là gọi theo trục, để sau này chúng ta còn phải liên quan đến gia công ở trên các cái máy công nghệ cao. Và thì lúc đấy người ta sẽ không gọi đó là mặt trượt dọc, mặt trượt ngang, mặt trượt lên xuống nữa, mà người ta gọi nó theo trục. Như chúng ta thường hay nghe nói là gì ạ? Máy phay 3 trục, máy phay 5 trục, máy phay 2 trục. Thì nó, cái trục đấy chính là các cái trục X, Y, Z. Và bây giờ thầy sẽ giới thiệu, hướng dẫn cho các em cái cách xác định hệ trục tọa độ của máy. Máy nào thì nó cũng có cái hệ trục tọa độ của nó. Muốn xác định hệ trục tọa độ của máy thì người ta làm như thế nào? Thì bây giờ có hai cái nguyên tắc, để chúng ta có thể xác định hệ trục tọa độ của máy. Nguyên tắc thứ nhất là đứng đối diện với máy. Nguyên tắc thứ hai là đứng đúng như lúc ta đang gia công. Đây, khi
sử dụng wifi khi gia công thì tôi phải đứng như thế này, tôi phải đứng đúng vị trí như này và đứng đúng đứng đối diện với máy và tôi phải đứng như thế này. À, chúng ta xe bàn tay phải ra ngửa ra hướng về phía trước, ngửa ra hướng về phía trước, xe ngón cái ngón giữa ngón trỏ ra vuông góc với nhau như thế này. Đấy. Ngón cái sẽ là ngón chỉ theo trục OX và ngón trỏ là chỉ theo trục OY, ngón giữa sẽ là chỉ theo trục OZ. Đấy. Và hướng của đầu ba ngón tay, hướng của đầu ba ngón tay cũng chính là hướng chiều dương của các trục. Đấy, chúng ta nhớ nhá, hướng của đầu ngón tay cũng chính là hướng chỉ chiều dương của các trục. Đấy. Như vậy là đây, tôi đứng như thế này thì như vậy cái bàn này là gọi là bàn trượt dọc X và dương X thì nó đi vào trong này. À, hướng ra ngoài vào trong như thế này người ta gọi là trục Y hay là bàn trượt Y. Đấy, bàn trượt Y và hướng vào trong là hướng dương Y. Đấy. Và cái bàn là cái bệ công suất này, cái bệ công suất này là cái bàn trượt Z trượt lên xuống và nó dựa vào cái sống trượt của trên trượt gắn được gắn ở trên thân máy này là để chuyển động lên xuống. Như vậy là dương Z ở lên trên và âm Z ở xuống dưới. Đấy. Cái này là rất quan trọng của mình là khi gia công phanh thì thường là người ta xét mặt nào là mặt không, mặt nào là mặt không. Thường khi gia công trên các máy này thì người ta xét mặt trên cùng là mặt có z bằng không. Như vậy là để khi mà chúng ta gia công chúng ta đã biết được là con dao đã ăn vào phôi chưa. Đấy. Thì ta nhìn vào cái dấu của cái tọa độ z. Nếu như cái dấu mà dương tức là dao chưa ăn vào phôi, và nếu mà ta đã nhìn thấy là cái dấu ở trong tọa độ phay mà nó đã âm tức là nó ăn vào phôi. Đấy. Và khi gia công thì để cho nó dễ tính toán thì thường là người ta cũng xét cái mặt trên cùng này tức là mặt có z bằng không. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái hệ bàn máy của cái máy phay này. Đấy. Ở đây như vừa rồi ta đã xác định thì đây chính là cái bàn mà trượt X, bàn trượt X. Thì ở trên cái bàn trượt X này thì thường người ta có các cái rãnh chữ T, cái rãnh chữ T đẹp để gá kẹp chi tiết gia công hay là đồ gáo phanh. Khi mà cần gá kẹp chi tiết gia công thì người ta sẽ gá trên đây. Để gá được cái chi tiết gia công thì người ta có thể dùng cái gì ạ? Thứ nhất là người ta có thể dùng ô tô hoặc là các cái thanh kẹp khiếm tỳ, như là trong cái phần lý thuyết thầy đã giới thiệu cho các em các loại thanh kẹp khiếm tỳ. Và đây là một cái gá cái ô tô phanh, ô tô cái gá và ô tô thì nó có tính vạn năng hơn. Và chính nhờ là hai cái chữ T này mà người ta có thể bắt chặt được cái ô tô này với cái bàn trượt X. Để di chuyển bàn trượt X thì người ta sẽ quay cái vô lăng này và chúng ta có thể nhìn ở đây. Chúng ta có thể nhìn ở đây. Đây chính là cái du xích. Để biết được rằng là cái bàn máy nó di chuyển với một khoảng bao xa thì trên tất cả các bàn trượt người ta đều có cái du xích. Và trên cái du xích này, trên cái bàn trượt X này thì du xích của nó là một vạch ở trên đây có giá trị là 0.05 mm, là 0.05 mm, tức là xoay 100 vạch thì nó sẽ tiến được 5 mm. Cái bàn trượt thứ hai đó là bàn trượt Y ra vào, bàn trượt ra vào, đây chính là cái bàn trượt Y đây. Và đây chính là cái vô lăng để di chuyển bàn trượt Y. Đây chính là cái vô lăng để di chuyển bàn trượt Y. Và trên cái bàn trượt Y này nó cũng có cái du xích. Đây có du xích. Mỗi vạch ở trên cái du xích của cái bàn trượt Y này thì nó cũng có giá trị là 0.05 mm. Đấy. Còn đây ạ, tiếp theo đây là cái tay quay của cái bàn trượt Z. Cái bàn trượt Z hay người ta theo cái cách gọi truyền thống người ta hay gọi nó là cái công song. Vậy thế nào nó là cái công song?
thì hôm trước học lý thuyết thì thầy đã giảng cho các em rồi. Đấy, những cái chi tiết mà bị ngàm một đầu tự do. Đấy, ví dụ như là cái bàn trượt dép này thì bên trong nó được ngàm bởi cái rãnh đuè này và bên ngoài được đỡ hấp tự do, người ta đều gọi là nó là cái công suất. Đây chính là cái tên quay của cái bàn trượt dép. Lên xuống. Trên cái bàn cái du xích của cái bàn trượt dép này thì mỗi vạch của nó là nó chỉ có giá trị là 0.02. Tại sao x 0.05, y du xích cũng là 0.05 mà z nó lại là 0.02? Bởi vì theo cái phương thường người ta lấy chiều sâu cắt, và chiều sâu cắt thì thường người ta lấy nhỏ, và nếu như người ta để cái bàn để cái du xích lớn quá mà chẳng may một người thợ nhầm rất gây nguy hiểm, có thể là gì ạ, vỡ phôi gãy răng. Cho nên là thường là cái bàn chữ Z là bao giờ người ta cũng để một cái du xích nhỏ, trong cái hệ bàn máy này thì nó bố trí cái hộp bước tiến, như chúng ta đã biết được là gì ạ, nguyên lý hôm trước thầy cũng đã nói với các em là gì ạ, nguyên lý tiện là gì, phôi quay tròn và dao chuyển động tịnh tiến. Nguyên lý phay là gì, nguyên lý phay là dao quay tròn và phôi chuyển động tịnh tiến. Và như vậy là cái hộp bước tiến này là để làm cho hệ bàn máy chuyển động tịnh tiến, tức là cho phôi chuyển động tịnh tiến. Thế ở bên máy tiện thì chúng ta thường là chúng ta lấy cái bước tiến là milimét trên vòng, nhưng ở bên phay này thì nó là milimét trên phút. Đấy, vì như hôm trước học lý thuyết thì thầy cũng đã giảng cho các em rồi, là hai đối với máy tiện thì sao ạ, cái bước tiến của con dao tạo ra bằng cách là gì ạ, là nó trích từ một vòng quay của trục chính thông qua hộp bước tiến, thông qua bộ chuyển Fitman Dell và đến hệ bàn dao và đến con dao và làm cái dao chuyển động tiến. Như vậy là nó gì ạ, nó dẫn nguồn của nó là từ một vòng quay của trục chính, như vậy là đơn vị của nó là milimét trên vòng. Nhưng đối với máy phay này thì hai động cơ của hộp bước tiến và động cơ của trục chính là hai động cơ hoàn toàn khác nhau, cho nên là cái bước tiến ở trên máy phay này là tưởng người ta lấy là gì, milimét trên phút. Như vậy milimét trên phút hay là milimét trên vòng thì chúng ta vẫn phải là gì ạ, vẫn phải quy ra cái SZ ở trong cái công thức tính bước tiến mà hôm nay học lý thuyết thầy đã cho chiếu cho các em xem. Quy chúng ta cái cuối cùng chúng ta quan tâm đó là cái SZ, một vòng quay thì một cái lưỡi cắt nó sẽ tiến được bao nhiêu mm ở theo cái phương tiến ra. Bởi vì cái vật gia công bóng hay là không bóng thì chúng ta hãy quan tâm đến đó, và căn cứ vào cái chỉ số như ông Ngọc thầy đang nói là gì ạ, khi chúng ta gia công tinh thì chúng ta để cho cái SZ nó vào khoảng 0.06 đến 0.12, và khi chúng ta gia công bán tinh thì chúng ta để cái SZ nó vào khoảng từ 0.12 cho đến 0.2, và khi chúng ta gia công thô thì chúng ta thường để cái SZ nó vào khoảng từ 0.2 đến 0.4, và khi gia công thô các cái bề mặt bằng thép C45 thì thường là thầy vẫn lấy là gì, SZ nó vào khoảng 0.7. Tôi khi gia công là tôi hay lấy một cái dây chỉ trung bình SZ 0.3. Vào đây chúng ta xem trực tiếp ở trên cái hộp bước tiến đây ạ. Vâng, cái hộp bước tiến này thì chúng ta thấy là cứ một số to là một số bé, một số to là một số bé. Đó, thì đây là cái hộp bước tiến này là nó cho chúng ta lấy hai cấp độ khác nhau. Đấy, các cái số bé này là để chúng ta tiện tinh, các cấp độ tiện tinh, còn các cái số lớn này là để cấp tiện thô, và người ta gọi nó là cấp nhanh và cấp chậm. Đấy, để thay đổi giữa cấp nhanh và cấp chậm thì chúng ta dùng cái cần cạn này,
Đấy, nếu chúng ta gạt lên như này là cấp nhanh, và nếu chúng ta gạt xuống như này là cấp chậm. Thế còn chúng ta cần lấy một cái tốc độ bao nhiêu thì chúng ta sẽ quay cái tay này. Đấy. Ví dụ tôi cần lấy tốc độ là 100 mm/s thì tôi sẽ quay số 100 vào đây. Đấy, như thế này. Đấy, 100 mm/s. Nếu như vậy, còn tại sao tôi lại lấy 100, tại sao tôi lại lấy 200, thì chúng ta cần phải căn cứ vào cái chế độ gia công của mình. Đang gia công thô hay đang gia công bán tinh hay đang gia công tinh, mình đang gia công thép hay là gia công độc, gia công nhôm, mỗi một cái vật liệu gia công nó đều có một cái chế độ cắt khác nhau. Như vậy là trước khi mình gia công, mình phải biết được là mình đang gia công vật liệu gì. À, gia công thô tinh hay là bán tinh thì ta sẽ điều khiển cái gì ạ? Điều khiển thứ nhất là điều khiển bước tiến hợp lý. Điều khiển thứ hai là ta điều khiển tốc độ quay hợp lý. Thế cái như nọ thầy đã nói với các em là gì ạ? Chúng ta không quan tâm đến vòng trên phút, mà chúng cái tốc độ khi chúng ta gia công tiện hay gia công phay, thực chất là ta phải quan tâm đến cái tốc độ là mét trên phút. Đấy. Còn lấy như thế nào, bao nhiêu mét trên phút, bao tốc độ bay bao nhiêu mét trên phút, bao nhiêu phút, vậy thì mét trên phút là ta lấy ở đâu? Ví dụ như con dao vào đầu này thì cái đường kính quét của nó là 80. Đấy. Thì một vòng quay của con dao thì một cái chip này nó sẽ chạy được một chu vi của con dao. Đấy. Tức là nó sẽ chạy trên một cái vòng tròn đường kính là 80. Tại sao mà chúng ta lại phải quan tâm đến cái vận tốc mét trên phút? Là bởi vì lý do, bởi vì khi mà ta gia công vật cứng thì ta phải để tốc độ chậm xuống. Nếu mà gia công vật mềm thì ta có thể tăng tốc độ, nhưng nếu như mà ta tăng quá thì nó sẽ sinh nhiệt và làm phá hủy vật liệu. Đây là chúng ta cũng phải lấy một cái vận tốc cắt cho nó hợp lý. Cái thứ hai là vật liệu làm chip dao. Mỗi một cái loại vật liệu nó chỉ chịu được một cái vận tốc cắt nhất định. Ví dụ như là cái dòng chip này như là chip Hàn Quốc, nó chỉ chịu vận tốc cắt khi ta gia công thô tối đa là 100 mét/s, gia công tinh tối đa là 250 mét/s. Nếu mà lấy quá cái tốc độ đấy thì chip dao nó sẽ mòn và nó cháy. Nhưng nếu mà ta lại lấy một cái tốc độ cắt của nó thấp quá thì làm sao, nó sẽ không đảm bảo năng suất gia công, thời gian gia công sẽ rất là lâu. Do vậy là cái việc lựa chọn vận tốc cắt và bước tiến hợp lý rất quan trọng trong quá trình chúng ta gia công. Thế còn bây giờ thì cái đường kính dao thì thầy đã biết rồi. Vật liệu gia công là cái thép của chúng ta là thép C15 thôi. Thì thầy đã tính ra một cái tốc độ, bây giờ thầy sẽ điều chỉnh cái tốc độ của nó. Không bình như này là hơi nhanh nhẹ. Để tôi sẽ điều chỉnh cái tốc độ. Chúng ta để cái tốc độ này thôi. Tốc độ là đang vào khoảng 315 vòng trên phút, và với căn cứ vào cái đường kính của cái con dao này thì ta hoàn toàn có thể tính ra được là VC là bao nhiêu. Thì chúng ta có công thức thì chúng ta sẽ tính ra, chúng ta sẽ đặt bút, chúng ta tự tính xem là thời gian để cái tốc độ quay là 315 vòng trên phút thì là cái tốc độ cắt VC nó đang là bao nhiêu. Đấy. Như thế là về cái vận tốc cắt và bước tiến, thầy nhắc lại các em là cái điều khiển cái chế độ cắt hợp lý rất là quan trọng. Chúng ta trước khi gia công chúng ta phải điều chỉnh được cái vận tốc cắt và cái bước tiến hợp lý phù hợp với lại quá trình gia công của mình.
Thế bây giờ là thầy đã giới thiệu cho các em cấu tạo và công dụng các bộ phận chính của máy phay. Chúng ta biết là tôi đã giới thiệu là có 5 bộ phận chính: đế máy, thân máy, đầu phay, cụ đỡ dao và hệ bàn máy. Và hệ bàn máy thì nó gồm có 3 bàn, đó là gì ạ? Bàn X, bàn Y và bàn chữ Z. Đấy, cái đầu dao này thì nó có thể chuyển động lên xuống. Đấy, và như vậy nó hoàn toàn nó có thể biến thành máy quan, và nó có thể xoay quanh đầu phay một góc bất kỳ theo hai phương, đó là xoay quanh phương X, đây là tọa độ xoay quanh phương X, và thang chế độ xoay quanh phương X và xoay quanh phương Y, và đây chính là cái thang chế độ để xoay quanh phương Y. À, khi chúng ta cần gia công hoặc một cái lỗ hoặc một cái mặt phẳng nghiêng bao nhiêu độ so với X, Y thì chúng ta có thể điều chỉnh được rất là dễ dàng. Đấy là về cấu tạo và công dụng các bộ phận chính của máy phay, cùng các bộ phận chính như vậy. Đấy, về nguyên lý làm việc của nó thì chỉ cần bắt nguồn từ động cơ điện qua tốc độ truyền cho chính và làm ra cái tròn. Đấy, cái chuyển động phụ là chuyển động tinh tiến của phôi thì từ một cái động cơ điện khác qua hộp tiến và truyền cho hệ bàn máy. Đấy, đây ở trên hệ bàn máy này chúng ta chú ý ngoài ba cái tay quay là tay quay X, tay quay Y và tay quay Z thì nó còn có mấy cái hệ thống tay gạt này. Đây, hệ thống tay gạt này. Và đây là các cái hệ thống tay gạt mà để điều khiển bàn máy chuyển động tự động. Đây tôi lấy ví dụ, tôi đang để là tốc độ là 100 mm/s nha. Đây, tôi muốn tự động X, tự động gạt này, tự động X, tự động gạt này. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Đó, lúc nào mà thì nó sẽ chế tiến theo chiều âm ỉ. Đây ta ví dụ như chiếc đồng hồ, chúng ta nhìn thấy không ạ? Đang nhìn vào đây, đi xuống cầm tay ra, đi xuống cầm tay ra, muốn cho chuyển chiều âm ỉ chúng ta đặt như thế, chúng ta vào đây là cái chiều âm hết. Cái tay gạt này là cái tay gạt tự động Z. Khi ta hất lên thì nó sẽ lên theo chiều dương Z, và khi ta hạ xuống thì nó sẽ đi theo chiều âm Z. Đó, đang quay lại, chúng xích Z đang quay lại. Đó, như vậy là đây, không có đảo chiều thì chúng ta không quay lại. Ở đây, nó sẽ là cái gì? Đó, đó. Trên cái bảng điều khiển này thì nó có 3 cái nút, và trong các cái máy gia công đời cũ thì tôi không nói, nhưng mà các cái gia công các cái máy đời sau này thì thường bao giờ người ta cũng làm một cái nút tròn đỏ rất là to này. Cái nút này là nút dừng khẩn cấp, khi chúng ta đang gia công và chúng ta có bất kể cái sự cố gì, chúng ta cứ vỗ vào cái nút đỏ này thì máy nó sẽ dừng được. Cái nút ở giữa là nút chạy máy, cái nút này là nút chạy nó nhanh, và trên cái bảng điều khiển này nó chỉ có 3 cái nút thôi: nút dừng, nút chạy máy và nút này để chạy nhanh. Đấy, vừa là tôi đã giới thiệu xong cấu tạo công dụng các bộ phận chính của cái máy phay. Đấy. Đấy, máy phay vạn năng. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta làm một cái bài tập. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm một bài tập. Bài tập của chúng ta là tập phay hai mặt phẳng song song với nhau. Tập phay hai mặt phẳng song song với nhau. Nhưng nếu như chúng ta biết rằng là để phay được hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng ta cần tiến hành ba gì ạ? Khoảng 3 bước. Bước 1 là phay mặt tròn. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như cái phôi này thì có thể nó hai mặt nó tương đối
là nhắn, nhưng có thể nó biết đâu nó là một cái phôi đúc hoặc nó là một cái phôi dẹt thì cái bề mặt nó không nhắn như này. Đấy. Mà bắt buộc chúng ta phải điện phay một mặt chuẩn, lấy mặt này làm chuẩn và để ra công mặt kia đối diện song song. Đấy, được bài tập này thì sẽ tiến hành qua 3 bước. Đấy, đó là gì? Bước 1 là phay mặt phẳng chuẩn. Bước 2 là ra mặt 2 song song mặt 1. Mặt chuẩn ta gọi là mặt 1, thì cái mặt đối diện đấy ta gọi là mặt 2. Đấy. Ra mặt 2 song song mặt 1. Và bước 3 là phay, tức là hoặc bằng gia công mặt 2 để đạt kích thước. Đấy. Bài tập của chúng ta là phay hai mặt phẳng song song với nhau thì chúng ta sẽ tiến hành qua 3 bước như vậy. À, thì bây giờ trước hết là tôi lấy và trên tay tôi đây là cái tiết cẩm thì buổi sau thầy sẽ có một cái video hướng dẫn các em về cái cách sử dụng vũ đo. Và đây là cái thước cặp này là cái thước cặp mà người ta gọi là thước cặp cơ. Đấy, thước cặp này là thước cặp 1/50. Thế về lý thuyết về thước thì các em đã được học ở trong phần lý thuyết của môn ngoại rồi. Thì buổi sau thầy sẽ có một cái video hướng dẫn các em không những về thước và các cái dụng đo khác nữa. Buổi sau là có video đấy. Và đây là ví dụ như là cái phôi này của mình. Đó, đây tôi lấy cái phôi này luôn. Phôi này hiện nay nó đang có kích thước là dày là 28, rộng là 41 và chiều dài của nó đang là 80. Đấy. Và ví dụ bây giờ tôi cần phay hai mặt phẳng song song với nhau về đạt kích thước là 25 chẳng hạn. 28,25. Bây giờ kích thước phôi thô của nó đang là 28 và bây giờ tôi sẽ phay nó về 25. Giờ tiến hành qua các 3 bước như sau. Bây giờ bước 1 là phay mặt 1, phay mặt chuẩn 1 thì để phay mặt chuẩn 1 thì... để phay được cái mặt chuẩn 1 thì trước hết là chúng ta sẽ phải gắn kẹp phôi. Chúng ta sẽ gắn kẹp phôi như thế này sao cho cái phôi này nó cũng cao hơn cái mái ô tô này nó khoảng 5-10mm là được. Nếu chúng ta để thấp quá thì sợ nếu như vô tình nhánh dao nó sẽ chạm vào mái ô tô. Mà cao quá thì sao, cao quá thì cái khoảng kẹp trong ô tô này nó rất là nhỏ, cho nên là nếu chúng ta để nó cao quá thì cái lực kẹp nó yếu, lực kẹp nó rất yếu, cho nên là thường ta cứ để cho khoảng cao hơn máy tô khoảng 5-10 ly, là được, như tầm như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ phải kiếm một cái miếng kê, chúng ta kê ở phía dưới này, sao cho để chúng ta có thể là kê được đấy, để cho cái phôi đấy nó cao hơn cái máy tô khoảng 5-10 ly, vẫn đang là hơi thấp, để cho lấy cái nước. Đây kìa. Ba. Đấy, bây giờ tôi sẽ phải lấy một cái miếng kê nữa. Tôi kê thêm này. Và chúng ta nhớ là thầy đã hướng dẫn chúng ta là gì? Bao giờ cũng phải có một cái điểm tỉ. Đấy, cái điểm tỉ này rất quan trọng. Nó như là một cái điểm tỉ để làm cái đòn bập bênh. Khi chúng ta giả phôi là phải có cái điểm tỉ này. Đấy, nếu như mà không có cái điểm tỉ này, thì khi chúng ta giả phôi chúng ta có đầu này xuống thì đầu ngoài nó sẽ xuống, và khi có đầu ngoài nó trong cũng có thể xuống. Nhưng mà nếu có điểm tì thì nó sẽ tạo ra một đầu này xuống, đầu kia nó phải gì, nó phải lên. Đây, cái điểm tì nó rất quan trọng, thì chúng ta sẽ cho cái điểm tì này nó vào giữa. Đấy, chúng ta cho cái điểm tì này vào giữa phôi và sau đó là chúng ta sẽ kẹp chặt nó lại. Thì chúng ta quay tô chúng ta kẹp chặt nó. Đó. Ta
Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm chặt nó lại. Và đây, kiểm chặt. À, nhưng mà chúng ta lưu ý cái điểm là giữa cái má động và má tĩnh của hệ tô bao giờ cho nó cũng có khe hở. Cho nên khi mà chúng ta siết chặt thì bao giờ cái phôi nó cũng xu hướng là gì ạ? Nó bị xoay lên. Tức là chúng ta có cái cảm giác là phôi lên, và hiện nay là cái phôi không tiếp xúc được tì. Hiện nay là cái phôi đang không tiếp xúc được tì. Và như vậy là để khử cái đấy thì chúng ta dùng búa. Chúng ta gõ nó xuống. Cho cái phôi nó tiếp xúc được tì, và ta lấy và ta kéo cái miếng kê ở dưới mà ta thấy nó chặt chặt tay như này, tức là cái phôi của mình đã tiếp xúc điểm tì rồi. Và bây giờ trước khi mà chúng ta phay thì chúng ta sẽ phải già, tức là cái bước này thì là chúng ta già tương đối. Già thì có hai cái cách để chúng ta già. Chúng ta có thể dùng cái đồng hồ so, chúng ta có thể dùng đồng hồ so chúng ta gắn lên đây và sau đó chúng ta di chuyển phôi và để xem cái kim của đồng hồ so nó quay như thế nào, tức là để ta biết được rằng là cái đầu nào cao, đầu nào thấp, chúng ta dùng cái đồng hồ so. Đó là một cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng cái đầu già. Thứ nhất là cái đầu già này thì là chúng ta chỉ là già tương đối thôi, chứ nó không thể chính xác được như cái đồng hồ so. Nhưng mà với cái yêu cầu của bài tập của chúng ta thì tôi cũng chỉ cần sử dụng cái đầu già này là được rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng cái đầu già của tôi già. Chúng ta quan sát cái cách tôi già không. Đầu tiên tôi điều chỉnh cái đầu già này. Điều chỉnh cái đầu già này. Sao cho cái đầu già nó chỉ cách bề mặt phôi khoảng 1 đến 2 ly thôi. Chúng ta đừng để cái khoảng nó lớn quá. Khoảng lớn quá ta rất là khó ngắm bằng mắt thường. Nên ta cứ điều chỉnh cho cái đầu già này nó cách mặt phôi khoảng 1 đến 2 ly. Đấy, sau đó ta di chuyển theo x theo y. Đấy. Cứ thấy đầu nào mà chỗ nào mà cái khe ở ánh sáng giữa đầu già và phôi nó nhỏ thì ta gõ cái đầu đấy xuống. Đây tôi đây, bắt đầu tôi di chuyển theo x này. Tôi di chuyển theo x và tôi ngắm này. Như vậy là cái đầu kia nó đang cao. Giờ tôi lấy búa tôi gõ đầu kia xuống đấy. Bây giờ cái đầu nếu như mà không có cái điểm tì thì tôi gõ đầu này xuống, đầu này nó sẽ xuống. Nếu có điểm tì rồi tôi gõ đầu này xuống, đầu kia vào là nó sẽ lên. Rồi, bây giờ tôi lại di chuyển lại. Rồi, để nó chính xác hơn thì tôi sẽ cho cái đầu già nó thấp xuống, càng thấp càng chính xác. Đầu này lại cao rồi. Đấy, và tương tự như vậy, ta sẽ già theo phương x. Phía âm x này thấp và phương y. Và phía âm y này thấp và phía dương y là cao, tôi sẽ gõ đầu dương y xuống. Đấy, phôi của tôi cân rồi. Đấy, đầu phôi của tôi là tương đối cân rồi. Có đầu x bên này nó hơi cao tí không? Ok, như vậy là chúng ta đã già phôi xong. Nhưng mà khi một cái điểm lưu ý là khi chúng ta già phôi xong thì vì khi chúng ta gõ thì bản thân cái phôi và cái eto này nó bị lỏng, nên là chúng ta sẽ phải dùng tay quay ta siết chặt lại eto cho nó thật chặt. Bây giờ tôi sẽ dùng tay quay để siết chặt lại eto. Xong, giờ cắt tay quay được rồi và cắt đầu già được rồi. Như vậy là chúng ta đã già phôi xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạm răng và chúng ta lấy chiều sâu cắt và phay mặt phẳng chuẩn. Trong gia công cơ khí thì thầy đã nói với các em rồi là cái bước chạm răng là hết sức quan trọng.
hết sức quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái con dao nó đang cao ở một độ cao rất bất kỳ, và cái phôi nó đang cũng đang ở một độ cao rất bất kỳ. Chúng ta lấy cái căn cứ nào để ta lấy được chiều sâu cắt? À, thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải chạm con dao vào phôi. Và khi tôi đã chạm con dao vào phôi thì có nghĩa rằng là chiều cao Z của dao và chiều cao Z của phôi là tương đối bằng nhau. À, từ đấy tôi mới có căn cứ để tôi lấy được chiều sâu cắt. À, có hai cái nguyên tắc để chúng ta lấy chiều sâu cắt như sau. Nguyên tắc thứ nhất là chỉ được chạm dao khi máy sống, tức là chúng ta phải chạm dao khi chúng ta đã bật máy. Nguyên tắc thứ hai là sau khi chạm dao xong phải cho dao di chuyển dao ra khỏi phôi. Nguyên tắc thứ hai là khi chạm dao xong là phải di chuyển dao ra khỏi phôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cho phôi nó cân vào giữa dao và tôi chạm dao. Bây giờ tôi sẽ đưa dần hết. Đó, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển con dao vào phụ giữa phôi và phôi vào giữa dao, và yêu cầu là con dao không được chạm vào phôi. Đó. Tôi sẽ di chuyển hết đi cho dao vào giữa phôi. Đó. Ở cái tầm này là con dao có thể chạm vào phôi rồi. Bây giờ tôi sẽ bật máy và tôi sẽ nâng dần vết để lấy vết. Lúc nào mà con dao nó chạm vào phôi tức là nó tạo ra vết ở trên phôi. Đó. Bây giờ tôi sẽ bật máy. Đó. Con dao cắt vào phôi và nó đã có vết ở trên phôi rồi. Chúng ta có thể nhìn rõ, là con dao nó đã chạm vào phôi và nó đã cắt ở trên phôi, và bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển ra ngoài. Dừng máy. Bây giờ ta đã lấy được cái bước chạm dao xong. À, bước thứ hai là chúng ta sẽ lấy chiều sâu cắt. Tốc độ và bước tiến thì chúng ta điều chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái chiều sâu cắt khoảng 0.5 đến 1 thôi. Ta lấy nhỏ thôi. Để ta mục đích của mình là gì ạ? Mục đích của mình là để mình dành lượng dư để gia công bằng 2. Chứ nếu mà ta lấy chiều sâu cắt lớn quá mà ta gia công bằng 1 thì tí nữa sợ rằng nó sẽ không còn lượng dư để gia công bằng 2. Và như vậy sẽ bây giờ tôi sẽ lấy chiều sâu cắt khoảng 0.5. OK, như vậy tôi đã lấy được chiều sâu cắt 0.5. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi phay ạ, phay khoảng 1 ạ.
như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bước 1 là chúng ta phay mặt chuẩn 1. Bây giờ ta đã có cái mặt 1 là mặt chuẩn, tương đối chuẩn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước 2. Đây là bề mặt chúng ta vừa gia công xong. Đó. Chúng ta đã có cái bề mặt là mặt chuẩn. Đây. Chúng ta chuyển sang bước 2 là già mặt 2 song song mặt 1. Chúng ta sẽ già cho cái mặt 2 này song song với cái mặt chuẩn chúng ta vừa bàn vừa phay. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiến hành tương tự như là lúc nãy. Tức là bây giờ ta cũng sẽ làm cả gì ạ? Gá phôn, gá keo phôn và chúng ta cũng già tương đối. Đấy, chúng ta lại đưa phôi vào đây và chúng ta gá kẹp lại. À, bây giờ đấy, kẹp chặt nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ kẹp chặt nó vào. Và bây giờ chúng ta sẽ là dùng đầu già, chúng ta già phôi tương đối, bởi vì lúc mà mình gá nó có thể cái phôi nó không cân, đầu này nó cao, đầu này nó thấp, hoặc đâu cao thấp theo x hoặc cao thấp theo y. Cho nên là chúng ta cũng lại phải già một lần nữa. Chúng ta lại lấy cái đầu già, chúng ta lại lấy cái đầu già, chúng ta già phôi. Bây giờ chúng ta sẽ lại lấy cái đầu già. Bây giờ tôi sẽ lại già theo x trước đi. Già theo x trước, tôi sẽ để nó hơi thấp một tí. Đó. Cái thấp mà nó chính xác. Nó có vẻ như này. Để nó đó, giờ tôi sẽ giảm. Đấy, chúng ta nhìn đi qua, chúng ta quan sát cái hở ánh sáng. Nếu mà đầu nào cao, tức là đầu đấy cái hở ánh sáng bé. Đó, thì ta lấy búa ta gõ xuống. Ta cứ quan sát cái hở ánh sáng, đầu nào cao. Đấy, đầu, như vậy là đầu ngoài nó hơi cao tí. Tôi sẽ lấy búa tôi gõ xuống. Hơi thấp rồi. Tôi ra theo y. Y bây giờ đầu ngoài là hơi cao. Rồi. Tôi đã già phôi tương đối rồi. Tôi đã già phôi ở cái mức tương đối rồi. Bây giờ nhớ là gì ạ? Sau mỗi lần chúng ta có chúng ta già phôi là cái phôi nó bị lỏng, chúng ta nhớ chúng ta là phải gì ạ? Chúng ta siết chặt lại thôi cho phôi nó kẹp chặt lại. Và bây giờ chúng ta lại gì ạ? Chạm ra phay bình thường như là phay mặt chuẩn một. Ta lại đưa phôi vào bật máy chạm ra và phay bình thường. Ta cũng lấy chiều sâu cắt khoảng 0.5 0.7 thôi, mấy ngay nhỏ đó. Đấy, ta phải bình thường. Bây giờ tôi sẽ lại bật máy chặn ra. Và bây giờ tôi sẽ lâm xét đây. Lâm xét chặn ra. Rồi, có vết rồi, có vết cắt rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ngoài. Rồi, chẳng sao, có vết cắt rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa ra ngoài. Và tôi sẽ lấy chiều sâu cắt khoảng 0.5. Rồi, và bây giờ tôi sẽ phay, đi chờ.
Như vậy ta đã chạm dao và ta đã phay được mặt 2. Ta đã phay được mặt 2. Nhưng mà cái mặt 2 này nó song song với mặt 1 hay chưa thì chúng ta chưa biết. Và bây giờ chúng ta sẽ phải giả. Chúng ta giả bằng cách như thế nào? Bây giờ ta sẽ dùng thước, ta đo tại 4 góc. Ta dùng thước, ta đo tại 4 góc. Nếu mà mặt 2 đã song song với mặt 1 thì kích thước tại 4 góc này phải bằng nhau, phải bằng nhau. Còn nếu nó chưa bằng nhau thì bây giờ chúng ta sẽ phải giả. Và bây giờ chúng ta có cái điểm tì ở giữa rồi, chúng ta gõ đầu này xuống thì đầu kia nó sẽ lên. Bây giờ đây tôi lấy ví dụ của tôi đang đầu này nó đang là chưa đầu kích thước là mất biết rồi. Bắt đầu. Rồi, ok. Ví dụ cái kích thước đầu này của tôi đang là 27 tròn luôn. Và đầu trong này của tôi, đang là 27.2, tức là thật ra vừa đấy là tôi già tương đối chuẩn. Hiện nay là đang lệch nhau là 0.2. Đầu này lớn hơn đầu này là 0.2. Bây giờ ta vậy thì bây giờ ta sẽ phải điều chỉnh đầu này xuống 0.1, tức là bằng một nửa sự chênh lệch kích thước giữa hai đầu. Bởi vì chúng ta có đoạn bóng bay ở giữa. Đấy, đầu này ta gõ xuống bao nhiêu thì đầu kia nó sẽ lên bấy nhiêu. Và hai đầu lệch nhau 0.2, cho nên là chúng ta chỉ cần gõ xuống 0.1. Bây giờ làm nào để chúng ta biết được rằng là đầu tôi đang gõ, khi mà tôi gõ thì làm nào để biết được rằng là đầu này tôi đã gõ xuống 0.1. Thì trước khi chúng ta gõ, chúng ta sẽ dùng thước chúng ta dùng thước chúng ta đo. Đo tại một vị trí bất kỳ và chúng ta lấy điểm đấy làm điểm chuẩn. Điểm đấy là điểm chuẩn. Ví dụ như trong trường hợp này của tôi đang là 18.2. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ gõ xuống 0.1, tức là gõ xuống 18.1. Một cái nguyên tắc là gì? Gõ đầu nào, đầu nào kích thước đầu nào kích thước bé hơn thì ta gõ xuống. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ phải gõ đầu nào xuống. Gõ đầu nào kích thước bé hơn thì ta gõ xuống. Gõ xuống bằng nửa sự chênh lệch kích thước giữa hai đầu. Hiện nay cái này của tôi đang là 18.2. Bây giờ tôi sẽ gõ đầu bé này xuống 18.1. Đấy, bây giờ tôi sẽ gõ vì cái sự chênh lệch kích thước của nó là rất là nhỏ, cho nên chúng ta gõ nhẹ thôi. Nó mạnh là nó quá đấy. Mạnh là phải có lại đấy. Rồi, rất đẹp. 18.1. Gõ đúng hai ngang. Xuống được 0.1, gõ rất đẹp. Bây giờ, sau khi mà chúng ta gõ xong rồi, tức là chúng ta đã ra được mặt 2 song song mặt 1 rồi. Nếu như thầy ấy, như tôi thì tôi chỉ giả lần hoặc hai lần là ok. Như chúng ta có khi mới tập có khi chúng ta phải giả 3-4 lần. Thường khi mà ra bài tập chúng ta, tôi thường để lượng dư rất là lớn. Bây giờ của tôi là 20. Rồi tôi sẽ xếp lại và bây giờ tôi đo xem là kích thước của tôi còn bao nhiêu. Tôi đo còn bao nhiêu. Kích thước của tôi bây giờ đang là còn 27.26. Kích thước của tôi giờ đây là 27.26. Và như vậy là theo đề bài lúc đầu là chúng ta cần phải phay về hai mặt song song với nhau và đảm bảo là kích thước khác nhau. Và như vậy chúng ta sẽ còn là 2.26 nữa. Thì bây giờ chúng ta kết thúc bước 2 và chúng ta chuyển sang bước 3. Nội dung của bước 3 là căn cứ vào lượng dư còn lại.
chia số lần cắt cho hợp lý và gia công mặt hai của đạn kích thước. Và bây giờ ta biết là lượng dư của mình bây giờ là còn 2.26 và gia công thô thì thôi ta cứ lấy lên quanh nó khoảng 1 ly, chiều sâu cắt khoảng 1 ly thì ít nhất là 2 lần gia công thô và 1 lần để gia công tinh. Và gia công tinh thì tôi sẽ tăng tốc độ và giảm bước tiến để cho nó bóng. À, giảm bước tiến để cho nó bóng. Thì bây giờ tôi sẽ chia ít nhất là 3 lần cắt rồi thôi. À, cái cách làm là như vậy, cho nên là tôi sẽ chỉ lấy chiều sâu cắt tôi cắt lại một lần thôi. Hiện nay là 28.26. Thì ví dụ tôi file về kích thước 27.5 thôi. Hướng dẫn chúng ta về cái cách làm thôi. 27.5 như vậy là tôi cần phải lấy là 0.76 thôi. Và bây giờ tôi sẽ lấy chiều sâu cắt là 0.76 tôi ra công tinh một lần luôn. Và mỗi vạch của cái du xích Z này là 0.2 thì 10 vạch nó sẽ được 0.2 và 30 vạch, 35 vạch nó sẽ được là 0.7. Đấy, 0.7. Nửa ly này, nửa ly là 25 vạch này, 5, 10, 35 vạch này là 0.7 rồi, 0.72, mỗi vạch đây có giá trị là 0.02 cho nên tôi cho thêm một vạch nữa và 0.06 tôi cho thêm một tí chút nữa, thế là được. Ok, như vậy là tôi đã điều chỉnh xong cái chiều sâu cắt và bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi file đẹp. Chiều sâu cắt của tôi thì hiện nay đang là lấy 0.7. Bước tiến tôi vẫn đang để bước tiến thô tức là 100 mm/s. Và như vậy là chúng ta đã gia công được hai mặt song song với nhau. Đấy, để tôi đo, tôi kiểm tra lại xem đúng 27.5 không? Chính xác luôn, 27.5, số 5 thẳng hàng luôn, số 5 trên du xích thẳng hàng luôn. Đấy, chính xác luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Đấy. Như vậy là thầy đã, vừa rồi là thầy đã hướng dẫn các em về cái cấu tạo, công dụng các bộ phận chính của máy phay và cái phương pháp sử dụng cái cách sử dụng máy phay. Và chúng ta đã vừa rồi chúng ta đã tiến hành làm được một cái bài tập, đó là gì ạ, là chúng ta tập phay hai mặt phẳng, đảm bảo hai mặt phẳng song song với nhau và đạt kích thước. Xin chào các em và hẹn các em ở các video tiếp theo. Xin chào.